Thưa quý vị, logistics đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do ảnh hưởng từ những xung đột địa chính trị diễn ra tại khu vực Trung Đông thời gian gần đây, chi phí logistics hiện tăng cao khoảng 130% so với thời điểm cuối năm 2023. Thực tế này khiến các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đối mặt với nhiều thách thức, ảnh hưởng đến lợi nhuận và khả năng cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường quốc tế. Theo Bộ Công Thương, chi phí vận chuyển hàng hải tăng rất cao từ đầu năm đến nay. Cụ thể, chi phí vận chuyển một container đến Mỹ hiện đã tăng gần như gấp đôi so với tháng 1 năm 2024. Còn với thị trường châu Âu, chi phí vận chuyển ghi nhận đã tăng gần 4 lần, từ 1.230 đô la lên 4.450 đô la một container. Không chỉ chi phí tăng, thời gian vận chuyển cũng kéo dài thêm trung bình 10 đến 15 ngày. Điều này khiến cho kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp xuất nhập khẩu nói chung bị động và phát sinh thêm nhiều khoản phụ phí từ các hãng tàu đưa ra. Hiện nay thì chi phí logistics trong nước của chúng ta và nói chung và khu vực Bình Dương nói riêng vẫn còn khá cao so với các khu vực trong vùng. Tôi nghĩ là một phần là vì còn nhiều công đoạn thủ công và bên cạnh đó thì các cái hệ thống giao thông chưa được liên kết tốt, dẫn đến cái thời gian di chuyển cũng lâu, thành ra nó đưa đến tổng cái chi phí của mình tính ra khá cao. Doanh nghiệp xuất khẩu đang chịu tác động tiêu cực kép là giá cước vận tải tăng và đồng đô la Mỹ cũng tăng giá. Trong khi đó, các ngành xuất khẩu chủ lực của tỉnh như dệt may, da giày, gỗ phải nhập đến 60% nguyên liệu sản xuất. Do vậy, doanh nghiệp đang chủ động điều chỉnh, cân nhắc nhận đơn hàng theo hướng ưu tiên những đơn hàng của các thị trường gần, dễ giao nhận như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, hạn chế nhận hoặc tạm thời đóng băng các đơn hàng của những thị trường xa như Mỹ, châu Âu, Trung Đông. Về phía chính quyền tỉnh, cũng nỗ lực thực hiện hàng loạt giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí logistics. Các nhà đầu tư FDI cũng như là các doanh nghiệp từ các khu công nghiệp để đi đến những cái cảng biển, cảng hàng không, và Bình Dương xem cái những cái hạ tầng đường xá của mình coi như chính là một cái tuyến giao thông huyết mạch để kết nối đối với tất cả những cái điểm này, để tạo ra những cái cơ chế nhằm cho các cái hoạt động vận chuyển vận tải một cách linh hoạt cũng như là tạo điều kiện để giảm thiểu chi phí trong cái quá trình hỗ trợ cho các sản phẩm từ các khu công nghiệp. Về lao động thì hiện nay chúng ta đang bị không còn cái lợi điểm như hồi xưa, cho nên những cái chi phí khác, đặc biệt là logistics, nếu có thể giảm được thì cũng sẽ thúc đẩy được cái nền kinh tế, hỗ trợ rất nhiều trong cái việc cạnh tranh. Chủ trương của tỉnh Bình Dương là tiếp tục kiến tạo một môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, giảm các quy định pháp lý rườm rà, giảm chi phí vận hành. Bên cạnh đó, loại bỏ thủ tục kiểm tra chuyên ngành chồng chéo, khiến thời gian thông quan kéo dài, gây phát sinh nhiều chi phí, làm chậm tiến độ hoàn thành đơn hàng của doanh nghiệp.